Hello các bạn, lại là Phúc đây. Ở Bình Tân ấy, có một cái quán hủ tiếu Nam Vang có tuổi đời hơn 30 năm mà Phúc được một người anh trong công ty giới thiệu này. Cho nên hôm nay sẵn review và giới thiệu cho các bạn nha hủ tiếu nam vang ở đây thì nấu ngon lắm nước lèo hầm xương sườn sụn hầm mềm ngon lắm nha từ đường hậu giang á, thì phúc chạy ra vòng xoay mũi tàu phú lâm ha rẽ trái kinh dương vương hướng về bến xe miền tây chừng 100 m đó thì sẽ có quán hủ tiếu nam vang kim tháp 4 nằm tại số 224 đường kinh dương vương phường an lạc bình tân thành phố hồ chí minh cái quán này mở cửa hơi lạ lắm nha từ 5 giờ chiều hôm nay cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau hủ tiếu ở đây thì phúc ăn thấy ngon lắm hủ tiếu mì khô trộn với lại nhiều thịt bầm nè tỏi xay ngâm hành lá nêm nếm thì cũng nhiều loại nguyên liệu đặc biệt là tô súp thập cẩm ăn kèm bao gồm một con tôm tươi một cục sườn to, trứng cút, gan phèo và tim heo nữa. Để bây giờ phút review sơ qua về menu và giá cho các bạn tham khảo nha. Giá ở đây thì tương đối cao nhưng mà chất lượng thì cũng tương xứng lắm. Như phút gồm một tô hủ tiếu thập cẩm thì có giá là 70 000 ngàn, mì tươi thập cẩm hay là hủ tiếu mì thập cẩm là 75 000 ngàn. Rồi tôi mới gọi cho vợ tôi một cái tô hủ tiếu sườn đặc biệt có hai cục sườn to chọi bể đầu luôn nha, có giá là 80 000 ngàn hay là hủ tiếu hoặc là mì tôm đặc biệt cũng đồng giá là 80 000 ngàn luôn. Kêu một ly trà đá trắng miệng là 3.000 ngàn đồng một ly. Mỗi phần hủ tiếu sẽ có ăn kèm với lại một cái dĩa rau xà lách tươi, giá hẹ và rau cần nữa. Một cái điều đặc đặc biệt là Phúc thấy trên bàn có sẵn chén nước tương riêng ra hỏi anh chủ quán thì anh bảo nước tương đó là do nhà làm luôn nha. Trên bàn có đầy đủ ớt trái, chanh, tỏi băm, sa tế, ớt sắc lát sẵn, nói chung là đầy đủ luôn. Đây là một quán hủ tiếu ngon lâu đời cho nên giá tương đối cao, không phải quán bình dân nhưng mà topping nhiều và tương xứng với giá tiền lắm cho nên Phúc thấy cũng khá là ok nên các bạn đừng quên nốt lại địa chỉ này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.